Xin kính chào tất cả mọi người. Hôm nay đã trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh chuyên về âm thanh bài, âm thanh cổ. Và trở lại với clip ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu với anh em một combo, một cái bộ rê bao hay còn gọi là kéo đẩy đến từ một thương hiệu của Mỹ, đó là Phelonia. Thì bộ này nó đồng bộ anh em, bộ bao 400 và rê 4.000. Đây là một cái bộ mà do hãng sản xuất ra nha. Thì cái bộ này á, Khôi cũng đã từng test với nhiều loa trên YouTube rồi. Khôi test với loa kép này, kép 107 này, test với Infinity này, rồi test với nói chung là những cái dòng loa lớn. Thì Khôi đang giữ cái bộ này rất là lâu rồi để có những cái đồ lớn mình đánh. Tuy nhiên là những cái dòng loa công suất lớn Khôi đã bán hết rồi này, không còn luôn, không còn cặp nào luôn. Nên thôi hôm nay Khôi sẽ đăng lên cái bộ này để bán. Và đặc biệt cái này chắc chắn rồi, cái mức giá nó sẽ rất là rẻ, rất là mềm luôn. Vì sao? Vì á là thứ nhất là cái bộ này Khôi đã bán được rất nhiều loa rồi. Cái thứ hai thì trong cái mùa này, cái mùa năm 2023 này, bây giờ là tháng 10 rồi, thì kinh tế khó khăn, thì thị trường ảm đạm, nên là tất cả các mặt hàng nó đều xuống. Mặc dù là ở bên Mỹ hàng ship không xuống này, chỉ có đồ Nhật thì xuống, nhưng mà Khôi vẫn bán thu hồi vốn thôi. Đó, thì bây giờ Khôi sẽ quay chi tiết cho anh em cùng xem. Rất là đẹp ở đây. Cái bộ này á là thường thì nó sẽ không có gì, không có vỏ gỗ. Thì mình muốn làm được cái vỏ gỗ này đây, mình phải bê nó đi, bê bê đi qua cái chỗ làm á thì mới làm được. Và sử dụng gỗ rất là dày vì là nó rất là nặng nè, rất là to ha. Thì trên này là cái bao đây, cái bao ha, bao 400 nên cũng rất là đẹp luôn, có hai đồng hồ VU rất là to, rất là đẹp ha. Đó. Và dưới này là một cái rề này, rề Phelin 4.000 cũng rất là gấu luôn. Thì cái rề này á là nó để là bốn kênh chỉnh, cái này là ba lăng ở giữa này, nhưng mà nó có hai chế độ này, này bốn kênh và hai kênh này đó nè, nên á là nó vẫn là một cái rề bình thường anh em, không có gì đáng ngại nha. Nhiều người hỏi là Khôi nó bốn kênh thì có hay hay không, bốn kênh nhưng mà nó có chức năng giống như âm ly mà có chuyển sang hai kênh á thì nó mới là tuyệt vời ha. Rồi thì đầu tiên là về cái size đây, size thì cái này là size 50 nha. Đó, size 48 có vỏ là 50. Đó, là thuộc về size lớn nha. Và cái chiều sâu này nè, có vỏ gỗ nữa là hơn 20, 22 luôn. 22 luôn. Đó, nên là những anh em nào mà thích trưng bày á thì nó rất là tuyệt vời. Đây mình nhìn từ xa này không, nó rất là to, rất là đẹp luôn, rất đã đời luôn ha. Đó. Thì về cấu cấu tạo của đây thì bây giờ cái con này mà muốn tháo rất là phiền phức, phải rút hết mấy cái lóc này thì mới lấy nó ra được nha. Thì anh em nào mà muốn xem ảnh á thì Khôi sẽ gửi ảnh sau, tại vì giờ làm clip á khuya rồi, bây giờ nó đã gần 11 giờ đêm rồi, thì Khôi sẽ khó làm biến tháo lắm nha. Nhưng mà máy móc các thứ thì trước giờ này, mấy cái bộ này là chưa bao giờ thấy nó hư đâu, nó hoạt động tốt ha, đúng tốt. Thì Khôi sẽ tạm thời tắt cái nguồn đi. Đó. Thì ở đây này, Khôi sẽ đây này. Đầu tiên là về cái bao ha, cái bao thì nó là 750W nha, điện 120. Đó, 750W, công suất của cặp con này lao ra loa là 100 bao nhiêu watt nhỉ, 125W một vế này, công suất rất là lớn nha, công suất rất khủng. Và chạy tất cả ở đây là 16 sò này, 16 sò nhôm á, 16 sò nhôm nên tiếng nó rất là mềm mại nha. Thì thêm một cái nữa thì cái nguồn nữa nè, cái nguồn mình sẽ xài chung với cái bao. Mình sẽ cắm chung với cái bao để mình điều khiển. Thì anh em để ý này, từ cái giắc mà xả từ bên trái qua bên phải á thì ba cái giắc bên này nó sẽ đi theo cái nguồn, còn cái ba cái bên này mình sẽ sử dụng, nếu mà mình không thích tắt á, thì mình sử dụng bên cốc tăng bên này nhá, AC switch này này, còn bên đây là AC un switch này, switch là điều khiển này, còn AC un switch là không điều khiển nha. Đó, không có nói chung á, lưu ý như vậy. Tín hiệu đầu vào rất là nhiều, đầu ra đây một còn 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 cả tem luôn này. Đó, điện ở đây sử dụng 120, 115, 120. Đó, và anh em lưu ý cái bao này á là dòng công suất nó lớn, nên khi anh em sử dụng cái ngồi cái ổn áp á, nhớ là để có dùng 3 kg trở lên nha. Đó, rồi cơ bản nó vậy thôi. Thì, đây
có vài lần Khôi test nhạc đó thì có người hỏi là muốn mua cái rề, có người thì muốn mua cái bao, nhưng mà lúc đó Khôi chưa bán, Khôi muốn mua bán cả bộ cho nó đẹp, tại vì để có một cái bộ là nó đồng bộ như thế này á thì nó rất ít gặp. Thì anh em nào mà muốn muốn mua thì Khôi sẽ bán giá tốt, thu hồi vốn thôi. Những cái bộ này những cái năm trước bán thường nó rơi vào cái mức giá là khoảng từ 30 tới 35 triệu nha, 30 tới 35 triệu. Nhưng năm nay Khôi sẽ bán giá thu hồi vốn thôi, giá thu hồi vốn thôi nè, nó chỉ có 25 triệu, 25 triệu tí xíu thôi nha. Đó là chia sẻ thật. Thì cái bao này á trên thị trường bán khoảng cỡ 14 triệu nha, còn cái rề thì trên thị trường đang bán khoảng 16 triệu, thì nó cũng là 30 triệu, đó là thấp nhất. Nhưng mà Khôi bán cả bộ nữa thì chỉ có 25 triệu chút thôi nha, 25 triệu chút. Anh em nào mà ở mau lẻ alo thì có khi là bán giá tốt hơn. Thật sự là trong cái mùa này nó kinh tế khó khăn nên mình cũng đâu có làm giá làm gì, mình không làm giá như các shop ở đây, mình cần xoay sở nha, nên là anh em cứ thích thì mình dặn giá luôn. So với các cái dòng của Lukman, Marantz thì được xem là rất rẻ luôn, quá rẻ luôn ha. Rồi ok, thì cái phần mà test chất âm á, thì Khôi đã test rất nhiều rồi, thì hôm nay sẽ edit lại cho anh em nghe thử thôi. Đó. Còn cái phần mà hay dở thì mình sẽ phối hợp với cái loa của mình, thì lúc đó thì mình mới cảm nhận được cái sự khác biệt nhé. Rồi bộ này to nặng có thể là phải đóng hai kiện, nhưng anh em chuyển khoản đủ thì Khôi vẫn bao ship cho anh tận nơi, còn nếu mà ship cốt thì cọc cho Khôi 30% và phần còn lại thì bưu điện sẽ thu hộ. Lần nữa Khôi xin cảm ơn và hẹn lại.
tay gối chia ly có gì vui. Trời mưa nghe ra vô tim xu anh vào kỷ niệm thao thân trọn ca một đêm. Chờ em đêm vắng với cô đơn nó hồn mưa ngập lâu. Vẫn nhớ nhau buồn, biết em giờ có buồn. Và từ đó những đêm trời mưa gió thâu chân người tình nhau, nỗi nắng cả một nơi mỗi tình thời xa. Buồn nào.